Hey, đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát. Lần đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, thùng gạo hay hũ gạo là một vật dụng vô cùng quen thuộc trong gian bếp của mỗi người dân Việt. Cùng với tủ lạnh hoặc tủ đựng thực phẩm thì hũ gạo là nơi tích trữ lương thực của mỗi gia đình. Ngoài ý nghĩa trực tiếp này thì theo quan điểm của phương Đông, hũ gạo còn được tượng trưng cho kho lương và sự no đủ của gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian từ giờ đến Tết, hũ gạo được đặt ở những vị trí sau sẽ thu hút tiền bạc của cải vào nhà, đồng thời hạn chế những điều không may xảy đến với gia đình. Thứ nhất, vị trí nên đặt thùng gạo. Một số thầy phong thủy cho rằng rất nhiều nhà đặt thùng gạo, hũ gạo tùy ý, sai vị trí cho phong thủy thùng gạo. Theo quan điểm phương Đông về phong thủy, thùng gạo đó là tượng trưng cho kho lương thực, sự no đủ, sung túc trong gia đình. Từ xưa các cụ hay dùng chum có nắp chứa gạo và chôn dưới lòng đất. Ngày nay những căn bếp hiện đại, vị trí đặt thùng gạo được bố trí vừa thẩm mỹ hơn và kín đáo trong các hộc tủ. Nhưng nhiều người chủ quan niệm với thùng gạo và đa số người dân không đặt đúng vị trí phong thủy nên thùng gạo không phát huy được việc thu tài, hút lộc, thịnh vượng cho các thành viên trong nhà. Nếu các gia đình hay nảy sinh mâu thuẫn, làm ăn khó khăn thì hãy thay đổi ngay phong thủy thùng gạo, đặt đúng vị trí để thay đổi tài vận. Đừng chủ quan vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc, sung túc, no đủ cho gia chủ. Phong thủy xưa quan điểm rằng lúa gạo được trồng lên từ đất nên thùng gạo sẽ thuộc hành thổ, hướng đông, đông nam là mộc, mộc khắc thổ nên không thích hợp đặt thùng gạo ở đây, nếu không tài lộc sẽ đi xuống. Gia đình gặp nhiều trắc trở, còn hướng tây, đông bắc là hướng của hành thổ nên có thể đặt thùng gạo ở vị trí này. Thứ hai là nguyên tắc hai kín một đầy khi đặt thùng gạo. Hai kín tức là đậy kín, để nơi kín. Thùng gạo tốt nhất nên để ở những nơi sạch sẽ, đậy kín để tránh bụi bẩn rơi vào, hay là chuột rán tấn công làm gạo nhanh hỏng hoặc gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra bạn cũng nên để thùng gạo ở những nơi khô ráo để tránh gạo dễ bị ẩm mốc hoặc hỏng. Còn trong phong thủy, thùng gạo là kho lương thực của gia đình nên phải cất đặt ở nơi kín đáo, tuyệt đối không nên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy, nếu không tài lộc rất dễ bị hao hụt và đi xuống. Tốt hơn hết là nên đặt thùng gạo ở vị trí khuất trong nhà bếp nhưng mà dễ lấy. Một đầy tức là để thùng gạo luôn đầy, tuyệt đối không để thùng gạo hết. Theo quan điểm của người xưa, thùng gạo đại diện cho tài lộc cũng như sự no đủ, sung túc của gia đình. Do đó, gia chủ nên giữ cho thùng gạo được đầy, như vậy được coi là tài lộc vượng. Nếu gạo trong thùng hết nhẵn thì chẳng khác nào tiền vừa vào cửa. Nếu gạo trong thùng hết nhẵn thì chẳng khác nào tiền vừa vào cửa trước đã ra cửa sau. Vì vậy, khi thấy thùng gạo sắp hết, gia chủ nên mua tiếp đợt gạo mới để đổ đầy thùng, tránh thất thoát tài lộc cũng như gặp phải những chuyện xui xẻo. Thêm một điều nữa, không nên để ai đổi sạch hũ gạo đi, vì đây là điều kỵ trong phong thủy. Thứ ba là vật liệu sử dụng làm bình gạo. Hiện nay, bình gạo được bày bán được làm từ nhiều chất liệu, nhưng gia chủ nên chọn bình đựng gạo bằng sứ hay bằng gốm. Bạn nên tránh dùng đồ nhựa là yếu tố hỏa, nó tượng trưng cho việc đốt hết của cải trong gia đình. Chủ nhà cũng nên nhớ khi mua về phải tháo túi ni lông đựng và đổ trực tiếp gạo vào bên trong bình. Chất liệu làm thùng gạo cũng được một số nhà phong thủy chú ý. Theo đó, sành, gốm, sứ thuộc hành thổ là tốt nhất, bởi như là một mảnh đất sinh ra tài lộc, sự sống, hưng vượng, tốt lành. Thổ gạo và thổ gốm sứ sẽ giúp thổ khí thêm tốt lành, ổn định, lâu dài, giúp gia chủ công danh sự nghiệp thăng tiến, người làm ăn buôn bán ngày càng phát đạt. Hình dáng thùng gạo phải chọn những thùng hình tròn, ngũ hành thuộc kim, thân thùng gạo nên cao và sâu để sự đủ đầy, sung túc được sâu dài, bền lâu cho gia chủ. Không nên chọn loại thùng gạo nông và cạn bởi sự no đủ, sung túc cũng chỉ được nông cạn, ngắn hạn, không tốt. Gia chủ nào cẩn thận thì chọn cả kích thước dùng để mang lại sự may mắn, hưng vượng nhất có thể. Còn trang trí thùng gạo phải chọn những hình ảnh, biểu tượng may mắn, tốt lành, màu sắc tươi tắn, hợp phong thủy nhà ở. Với phong thủy thì màu nâu đất, màu đất mang lại thổ vượng từ xưa tới nay được chọn làm thùng gạo nhiều vì mang lại may mắn, tài lộc, sung túc cho gia chủ. Thứ tư là cần giữ xung quanh bình gạo sạch sẽ. Gia chủ cần giữ nơi đặt bình gạo sạch sẽ và quét dọn thường xuyên, không nên để rác rưởi hay đồ ăn thừa lên trên. Nếu có thời gian rỗi, gia chủ nên lau chùi phía ngoài bình đựng gạo để nó trông độ sạch sẽ và luôn luôn mới. Có nhiều người thường không thấy quan tâm khi điều này, nhưng đây là điều việc cần làm giúp đưa lại may mắn cho gia đình. Ngoài ra, gia chủ cũng nên lưu ý một số điểm sau.
Thùng gạo cần phải kê lên để chống ẩm nhưng không kê cao quá vì thùng nặng dễ mất thăng bằng và đổ xuống tung tóe gạo ra ngoài. Thùng gạo cần có nắp đậy, đặt nơi kín đáo để chống chuột, rán, bọ ăn và phá hoại. Thùng gạo bị hỏng, vỡ phải thay hoặc sửa ngay. Thùng gạo cần có nắp đậy giúp tạo cảm giác bớt bị nấm mốc, ẩm ướt. Nhưng mỗi khi lấy gạo xong thì cần đậy nắp cẩn thận. Thùng gạo đặt kín trong các ngăn tủ nhà bếp nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi để lấy gạo nấu cơm hàng ngày. Vâng thưa quý vị, ngoài công dụng cất giữ gạo, hũ gạo còn có những tác dụng phong thủy vô cùng to lớn. Theo đó, để tiền vào như nước, tài vận hanh thông, thuận lợi, thời gian cuối năm này gia chủ có thể sử dụng gạo theo những cách sau. Thứ nhất là đặt lì xì dưới hũ gạo. Trong dân gian lưu truyền rằng khi bạn đặt một phong bao lì xì màu đỏ, bên trong có thể để một ít tiền dưới đáy hũ gạo trước khi cho gạo vào, sau đó đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc, kiếm được nhiều nhưng tiêu xài rất ít. Phương pháp này bạn có thể áp dụng quanh năm. Theo ông bà xưa thì ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng cách trùm một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo. Phương pháp này cũng giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc. Không chỉ vậy, hũ để đựng gạo tốt nhất nên được làm bằng sành, sứ vì chúng thuộc hành thổ nên sẽ góp phần giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của gia chủ ngày càng thăng tiến. Nếu là người làm ăn, buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt hoặc chúng ta cũng có thể đựng gạo bằng thùng gỗ. Nó cũng góp phần mang nhiều tài lộc vào nhà. Hũ gạo không chỉ có công dụng đơn thuần là nơi chứa gạo mà còn mang ngụ ý là kho lương ở trong nhà, là nơi chứa tài, hút lộc. Những thông tin về phong thủy hũ gạo trên được người xưa đúc kết và lưu truyền lại rất đáng để chúng ta tham khảo. Tuy nhiên thì đời sống hiện nay đã có nhiều thay đổi, nhưng nếu bạn thực sự muốn dùng theo cách chiêu tài đón lộc của người xưa thì bạn hãy nắm kỹ những quy tắc trên. Gia chủ sẽ sớm rước tài lộc, đón hưng vượng vào nhà. Thứ hai là đặt gạo và muối dưới gầm giường để nhanh có bầu. Theo quan điểm dân gian, những cặp vợ chồng mới cưới muốn nhanh có bầu thì đặt hai hũ gạo và muối ở dưới gầm giường. Nếu bạn thắc mắc đặt gạo và muối ở dưới gầm giường để làm gì, thì trong trường hợp này chính là mục đích tìm kiếm sự may mắn để nhanh có con. Gạo và muối là hình ảnh tượng trưng dân sự no ấm, đầy đủ, thêm người thêm của. Vậy cách đặt gạo và muối ở gầm giường sao cho đúng? Có người đặt gạo và muối ở dưới chân giường, có người lại đặt ở vị trí thẳng với bụng và đã có nhiều cặp đôi thành công. Thứ ba là đặt gạo để hối lộ thần tài. Đặt gạo và muối dưới gầm giường để mong có được sự giàu có và bình an là cách mà rất nhiều người đã làm. Đặt gạo và muối dưới gầm giường để làm gì? Theo quan điểm của phong thủy, nhiều người cho rằng đặt muối và gạo dưới gầm giường giúp cho gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Gạo được trồng lên từ đất nên hũ gạo thuộc hành thổ. Nên khi đặt gạo và muối dưới gầm giường, người ta thường chọn hướng Tây hoặc hướng Đông Bắc là hướng hành thổ. Muối là khoáng chất có tác dụng làm sạch. Từ xưa khi ông bà ta dọn đến nhà mới, thường trải muối dưới gầm giường và góc nhà, sau đó quét sạch đi với mục đích là xua đuổi năng lượng không tốt trong nhà từ trước. Ngoài việc tìm hiểu đặt gạo và muối dưới gầm giường để làm gì, bạn cũng cần chú ý đặt gạo và muối ở vị trí nào cho phù hợp. Nếu hũ gạo được đặt theo hướng hành thổ thì hũ muối cần được đặt ở hướng đông nam, cung tài lộc. Nếu bạn muốn giàu có, sung túc hoặc đặt ở hướng chính, đông cung, gia đạo nếu muốn cải thiện sức khỏe. Đồng thời bạn cũng có thể rải muối xung quanh bên ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào, giúp ngăn chặn nguồn năng lượng xấu và làm sạch luồng khí vào nhà, giúp đẩy vận khí bạn nhé. Trên đây là những nguyên tắc phong thủy khi đặt hũ gạo giúp chiêu dụ tài lộc, gia đình bình an, hạnh phúc. Hy vọng thông qua bài kinh nghiệm hữu ích này, các bạn sẽ chọn được một hũ gạo hợp phong thủy, mang tới những điều tốt đẹp và hưng vượng, chiêu được tài lộc vào trong ngôi nhà của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.